đang theo dõi chương trình phóng sự cộng đồng của Đài Việt TV tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 1 tây tháng 2 năm 2020. Và nhóm phóng viên Ái Hiền và Dư Lê hiện tại đang có mặt trước tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ tọa lạc trên đại lộ Bel Air Sài Gòn. Xin mời quý vị cùng tham dự vào buổi diễn hành Elite Lunar New Year Parade hàng năm được tổ chức do những biểu hiện bình võ cùng với lại tất cả những thân hữu. Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình diễn hành buổi sáng ngày hôm nay. Diễn hành xe hoa năm nay là năm thứ bảy do văn phòng dân biểu Hiệu Bạch Võ cũng như trung tâm nhà Việt. Chúng tôi trong ban tổ chức cũng đã chuẩn bị khoảng 2 tháng nay rồi. Năm nay rất là phấn khởi là diễn hành xe hoa được gần 50 đơn vị. Khoảng 7 giờ thì tụi em ban tổ chức đã tới Bel Air với đường khúc để chuẩn bị line up cho những xe hoa. Thì khoảng 7 giờ rưỡi thì tất cả xe hoa tới rất là nhộn nhịp, rất là vui với những nhạc xuân tại cái line up này. Nhân dịp năm mới, Ngọc Hân xin đại diện cho ban tổ chức diễn hành xe hoa bác sĩ Diệu xin kính chúc quý đồng hương Houston một năm mới an khang thịnh vượng, xuân Canh Tý. MC của ban tổ chức chúng tôi hôm nay có 5 MC, và đặc biệt nhất là năm nay hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa hải ngoại sẽ từ khắp nơi bay về Houston để tham gia trong cái buổi diễn hành này, khoảng 10 anh chị em, và đi một cái xe rất là đặc biệt, xe truck mà chạy từ Florida chạy qua sơn màu cờ vàng ba sọc đỏ, và trên đó có cắm những lá cờ của những anh em hậu vệ ở các tiểu bang về đây tham dự. Trên nước Mỹ này thì chúng ta thấy chỉ có hai nơi duy nhất có diễn hành xe hoa vào dịp Tết, đó là California và thứ gì là thành phố Houston. Và chúng tôi kêu gọi quý vị đồng hương ráng nghe trên các đài phát thanh radio và báo chí là hàng năm do dân biểu Hiệp Việt Võ tổ chức diễn hành xe hoa. Thường thường là vào cái dịp Tết. Năm nay chúng ta có chủ tịch của các cộng đồng 3-4 thành phố như Atlanta, Georgia, Tennessee, New Jersey, Florida về đây tham dự trong nhóm anh em hậu vệ. Và họ học hỏi kinh nghiệm của Houston để trong tương lai Hoàng có hứa là họ sẽ bay qua bên đó để giúp những cộng đồng bên đó tổ chức cái diễn hành xe hoa giống như ở Houston này. Hồ Việt tham dự lần này là lần thứ hai, và chúng em rất là vui tại vì một hình thức để mà mình cho cộng đồng Houston và người ngoại quốc biết về cái áo dài của người Việt Nam mình. Tối hôm qua thì tất cả đã tới nhà Hiền để mà sửa soạn cho hai chiếc xe hoa, và chúng em đã hoàn thành. Đây là cái chiếc hoa làm về những cái lá cờ của Texas, những trái cây Texas, bông hoa, và coi như là một cái hình thức để mà giới thiệu đây là người của Texas. Hôm nay tham gia thì diễn hành xe hoa lần thứ 5 rồi. Chúng tôi sẽ có tất cả một nhóm là 15-20 người. Chúng tôi tiếp đây có một chiếc xe hoa, và chúng tôi sẽ đến khán đài trình diễn một khoảng 16 thế. Cái chủ đề của cái thị sinh hội này đó là luôn luôn muốn cho tất cả mọi người sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc. Thị sinh hội xin kính chúc tất cả đồng hương, quý vị thính giả được nhiều sức khỏe và gia đình được nhiều an vui, hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị. Tôi xin đại diện ban tổ chức trân trọng chào mừng và cảm tạ quý vị đã đến tham gia và tham dự cuộc diễn hành xe hoa mừng xuân Canh Tý hôm nay. Cuộc diễn hành xe hoa năm nay, ngoài các tổ chức của người Việt, còn có các tổ chức của cộng đồng bạn và Hoa Kỳ tham gia, đã chứng tỏ sự thân thiện và ủng hộ đối với người Mỹ gốc Việt. Happy New Year, everybody, from Chief Wendy Bainbridge over Patrol Region 3 and Commander Mike Folliber with the Houston Police Department West Side Patrol Division. Some people.
công thành, sáng cuộc đời lành, mừng người vì nước quên thân mình. Kìa nơi xa xa. I want to wish everybody a happy new year. Thị trưởng đắc cử nhiệm kỳ 2 vừa rồi cũng như danh hiệu của cuộc hạng 149 anh Huron Võ. Happy New Year and chúc mừng năm mới. We have the most diverse community in the United States. And in large part is because of the Vietnamese community. I want to make sure and encourage everyone to respond to the census because we need to count everyone. The Asian community is the fastest growing community in the city of Houston. And we want to make sure that everyone is counted in our city. So please respond to the census in the next couple of months. Dạ, thưa chào chị Hiếu Bộc Võ, rất là hạnh diện cho tất cả những vị dân cử cũng như tất cả những hội đoàn khác nhau của người bản xứ cũng như của cộng đồng Việt Nam của mình, cũng như là đài TV, đài radio của đồng hương của chúng ta cũng có đông đủ trong cái ngày diễn hành xa qua này. Rất là hạnh diện, một lần nữa xin chúc mừng quý đồng hương và chúc mừng năm mới. Happy New Year. On behalf of the Vietnamese organization, Happy New Year. Trong nắng vàng khắp chốn tiếng reo vang, xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi xưa lúc ngây thơ cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ, đến bao giờ đón xuân mơ. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng khắp chốn tiếng reo vang, xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang. Chúc ông, chúc bà luôn luôn dồi dào sức khỏe, các cô, các chú hạnh phúc tài lộc nguyên năm, và anh chị em học hành tấn tới khởi sự thành công. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng khắp trong tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi nào lúc ra đi cầm tay nhìn nhau cùng mơ, ước mơ xuân đến bao lần. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng khắp chốn tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang. Xuân đã về. Chúc mừng năm mới, Happy New Year. We're so glad to be a part of this today.
My team came down from New York. I'm with West Point, the United States Military Academy, West Point Center for Oral History, and we're here to interview Vietnamese veterans about their experiences during the war in Vietnam and about their experiences coming to America. It's wonderful that the Vietnamese community is very strong around the United States, and we've been to Tet celebrations in New Orleans and here in Houston, and we've been out to Westminster and San Jose, and it's great to see to learn about the different culture and to try to experience it as much as possible. Mỗi một năm đi như vậy thì bác có những cái cảm nghĩ như thế nào? Thì thấy rất vui. Và cộng đồng mình cũng hòa thuận để hội họp lại. Nói chung là coi ban tổ chức là tổ chức huy hoàng tốt quá rồi, tổ chức rất là chu đáo, tốt. Thì chúng tôi ước mong rằng trong tương lai những thế hệ kế tiếp cũng cố gắng giữ được cái truyền thống này để luôn luôn, tuy là bây giờ mình trở thành công dân Mỹ, nhưng mà mình cũng nhớ đến cái nguồn gốc của nước đất nước mình. Năm này là năm đầu tiên chúng tôi đến tham dự diễn hành và rất là ấn tượng, tại vì thấy điều may mắn đầu tiên là nắng ấm, rất là đẹp, thời tiết tốt. Gửi lời cảm ơn và chúc mừng năm mới đến tất cả đồng hương của hiếu sinh chúng ta. Cảm giác của tôi là muốn bắt chước và đem cái chương trình này về tại tiểu bang Georgia, tại vì thấy nó nói là một cái ý nghĩa rất là hay. Quý vị thấy những cái đoàn cờ của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta, thấy được cái sự đông đúc của các hội đoàn cũng như là bà con đồng hương đã yểm trợ, hỗ trợ và nói lên được cái tinh thần đoàn kết cũng như là cái sự vững mạnh của cộng đồng tại đây, và là một cái gương sáng cho rất là nhiều tiểu bang khác nên tiếp tục và noi theo. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những hình ảnh do nhóm phóng viên của đài Việt TV tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Ái Hiền và Di Lê ghi nhận buổi sáng diễn hành Tết năm Canh Tý năm 2020 cùng với cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta ngay tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Và rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự và theo dõi. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.